Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Johnny Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử á hậu Trương Thị Mày. Trương Thị Mày là người mẫu và là diễn viên của Việt Nam. Cô đã đoạt 2 lần danh hiệu á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia, Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007. Trương Thị Mày sinh vào ngày 20 tháng 8 năm 1988, quê tại tỉnh An Giang, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Trương Thị Mày là người mẫu và là diễn viên của Việt Nam. Mày sở hữu một gương mặt lạ đẹp với một nụ cười thần bí và rực rỡ, một làn da nâu khỏe và chắc chắn, thân hình bốc lửa và kỹ năng trình diễn của một siêu mẫu. Trương Thị Mày được xem là người đẹp có nhan sắc lạ trong giới showbiz Việt. Cô sở hữu vẻ đẹp Khmer không lẫn vào đâu được với nước da bánh mật, mái tóc dài óng mượt, nụ cười tươi rói cùng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Ít ai biết rằng ẩn sau vẻ đẹp bề ngoài dịu dàng đầy nữ tính là một Trương Thị Mày cá tính và rất mạnh mẽ. Cô luôn nổi bật giữa rừng người đẹp. Cô là một trong những người mẫu được đánh giá cao ở gương mặt, biểu cảm và phong cách trình diễn tự nhiên, nên Trương Thị Mày không gặp khó khăn gì khi biến hóa theo những hình ảnh khác nhau. Hiện Trương Thị Mày rất tất bật ở cả hai lĩnh vực phim ảnh và người mẫu. Các danh hiệu mà cô đã đạt được: Á hậu 1 Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006, Á hậu 1 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007, Cánh diều vàng năm 2009 cho nữ diễn viên diễn xuất sắc nhất Trương Thị Mày thời trẻ. Mày ăn chay thường từ khi nhỏ, người Khmer rất tôn sùng đạo Phật, gia đình Mày cũng không ngoại lệ. Gia đình theo đạo Phật từ nhỏ, Mày thường được mẹ dẫn đi lễ chùa, nghe quý sư tụng kinh. Hình ảnh mái chùa và tiếng chuông chùa thanh tịnh, bình yên đã in sâu vào ký ức tuổi thơ của Mày. Á hậu kiêm diễn viên người mẫu ăn chay trường, một cô gái dân tộc Khmer, một Phật tử luôn sống theo lời dạy của Đức Phật, là những gạch đầu dòng tiêu biểu về Trương Thị Mày. Và cũng chính những điểm này đã làm nên một nét rất riêng không lẫn vào đâu của cô á hậu Trương Thị Mày đầy thành công này. Không một show diễn, một event hay một buổi phỏng vấn nào của Trương Thị Mày lại vắng mặt mẹ. Mẹ vừa là mẹ, vừa là quản lý của Mày. Khi Mày mới bước vào nghề, mẹ là người bỏ công chăm chút từng bộ trang phục, là người ghi lại cẩn thận chi tiết từng thông tin để xếp lịch diễn, là người nhận show diễn, người đưa Mày đến nơi trình diễn, rồi kiên nhẫn đợi Mày cho tới lúc buổi diễn kết thúc để đưa Mày về. Mẹ là một vệ sĩ đặc biệt của Trương Thị Mày, nên chẳng có đại gia hay bất cứ cám dỗ nào của giới giải trí có thể động vào được tâm hồn trong sáng của Mày. Về cuộc sống gia đình của Trương Thị Mày, Trương Thị Mày đều có bố mẹ là người dân tộc Khmer, sinh ra tại Phnom Penh, Campuchia, hiện đang sống cùng mẹ và các em gái tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng là một Phật tử ăn chay trường, hiếm người con gái trẻ nào, đặc biệt là một cô á hậu trong giới showbiz phức tạp, lại đề cao giá trị gia đình và tuyệt đối hướng về gia đình mình như á hậu Trương Thị Mày. Với Trương Thị Mày thì mẹ là người mà cô hết mực yêu thương, vì mẹ đã hy sinh và dành cho cô quá nhiều tình thương. Hiện giờ Trương Thị Mày đã là một cô gái 25 tuổi và một người mẫu có tiếng, nhưng trong mắt mẹ, Trương Thị Mày vẫn chỉ là một con bé con cần được mẹ che chở bao bọc như thuở nào. Trương Thị Mày được công chúng mến ngộ, kỳ vọng sẽ tỏa sáng bởi cô sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. Sở hữu số đo thể hình 87, 61 và 90, cân nặng 51kg, chiều cao 1m73, cùng vóc dáng cũng như gương mặt đẹp. Trương Thị Mày được giới hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2013. Vào ngày 14 tháng 10, công ty Hoàn Vũ đã chính thức công bố thư mời của tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ cho á hậu Trương Thị Mày, sau khi được Cục Biểu diễn Nghệ thuật cho phép tham dự Miss Universe 2013. Trước ngày lên đường, Trương Thị Mày nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc. Theo ông Trần Ngọc Nhật, giám đốc điều hành công ty Hoàn Vũ cho biết: "Chúng tôi chọn á hậu Trương Thị Mày tham dự Miss Universe năm nay vì không những cô đáp ứng được các tiêu chí của cuộc thi, mà bên cạnh đó là tâm đức trong các hoạt động xã hội thông qua việc thường xuyên làm từ thiện, và bản thân cô cũng giữ gìn hình ảnh rất tốt trong thời gian qua. Với lựa chọn năm nay, tôi tin rằng gương mặt đại diện Việt Nam
không những nhận được sự ủng hộ của công chúng mà sẽ tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2007, Diễm Hương cũng dành cho Trương Thị Mày nhiều lời khen có cánh. Á hậu Trương Thị Mày sở hữu gương mặt rất đẹp và lạ. Bạn bè quốc tế rất thích vẻ đẹp này, đặc biệt là làn da nâu đặc trưng của Mày. Bên cạnh đó, Mày đã có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động lĩnh vực thời trang và bản lĩnh sân khấu. Đây sẽ là lợi thế của Mày khi tới với cuộc thi này. Theo nguồn tin từ giới thảo tin, sở dĩ Trương Thị Mày sở hữu nét đẹp tự nhiên hiếm có trong showbiz, cô được kỳ vọng bởi cô sở hữu nét đẹp gợi cảm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoàn Vũ. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Universe 2013 lần thứ 61 thu hút gần 90 thí sinh trên toàn thế giới tham dự. Các thí sinh sẽ hội tụ tại Moscow tại Nga trong gần 3 tuần để tham gia các hoạt động khác nhau. Song song đó là việc tập luyện cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2013. Và chương trình đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp khoảng 190 quốc gia trên toàn thế giới. Trong cuộc thi này, ban giám khảo sẽ tập trung vào 3 hạng mục chính: trang phục biển, áo tắm, trang phục dạ hội và phỏng vấn bên cạnh các hoạt động sinh hoạt thường ngày của các thí sinh. Thank you.